Rất vui khi được gặp lại quý vị và các bạn trong mục thông tin sức khỏe của Đài Phát thanh Truyền hình Hưng Yên. Thưa quý vị và các bạn, trên thực tế chúng ta có những thói quen có lợi cho sức khỏe nhưng cũng có những thói quen có hại cho sức khỏe. Và trong vô số việc bạn vẫn làm hàng ngày, vô tình lại có cả những thói quen gây hại cho não. Khi não bộ của chúng ta bị tổn thương sẽ gây ảnh hưởng rất lớn tới sức khỏe của bản thân. Chính vì vậy, việc từ bỏ ngay những thói quen gây hại cho não là điều rất cần thiết. Đây cũng là nội dung chính trong một thông tin sức khỏe ngày hôm nay. Mời quý vị và các bạn cùng chú ý theo dõi. Thông tin được đăng tải trên trang Sức khỏe và Đời sống của Bộ Y tế. Ăn các thực phẩm chứa nhiều muối. Nếu bạn muốn giữ cho bộ não của mình hoạt động hết công suất, hãy tránh xa các thực phẩm có lượng natri cao. Việc tiêu thụ nhiều muối là một trong những nguyên nhân gây cao huyết áp. Bệnh cao huyết áp có thể làm hạn chế lưu lượng máu tới não và ảnh hưởng tiêu cực tới bộ phận cơ thể quan trọng này, nhất là ở chức năng duy trì trí nhớ. Ngồi cả ngày không chỉ ảnh hưởng đến kích cỡ vòng hai của bạn, điều này là rất rõ ràng. Vận động giúp di chuyển cơ bắp, bơm máu và oxy qua não, kích hoạt việc giải phóng tất cả các loại chất làm tăng trí não. Khi chúng ta ngồi yên trong một thời gian dài, mọi thứ đều chậm lại, bao gồm cả chức năng não. Thường xuyên căng thẳng. Theo một nghiên cứu đăng trên tạp chí Molecular Pathology, tâm lý phân tử, nếu bạn thường xuyên rơi vào trạng thái căng thẳng, phải vò đầu bứt tóc, não của bạn cũng bị ảnh hưởng. Tình trạng này kéo dài dễ gây tổn thương não, thậm chí có thể dẫn đến bệnh tâm thần. Tiêu thụ nhiều đường. Khi nạp những thực phẩm có đường vào người, thì ngoài vóc dáng bên ngoài, não bộ của bạn cũng phải chịu tác động tiêu cực. Theo đó, một chế độ ăn kiêng có lượng đường và chất béo cao có thể gây suy giảm nhận thức, trong khi các món tráng miệng có đường dễ làm giảm khả năng trí nhớ và kỹ năng tư duy của bạn. Thay vào đó, bạn nên lựa chọn các loại bánh kẹo giàu chất chống oxy hóa như quả mâm xôi và sô-cô-la đen, vì như thế sẽ tốt hơn cho cả bộ não và vòng eo của bạn. Bị mất ngủ hoặc thiếu ngủ. Theo một nghiên cứu của Tổ chức Y tế Thế giới cho thấy, giấc ngủ bị giảm đi 90 phút thì sẽ làm giảm hiệu suất và sự tỉnh táo của 32%. Đấy là còn chưa kể những tác động lâu dài khác đối với sức khỏe. Thiếu ngủ mãn tính đã làm giảm đáng kể khối lượng não và trí nhớ. Để bảo vệ não bộ của mình, việc bạn có thể làm hàng ngày là ngủ đủ và ngon giấc. Uống quá nhiều cà phê. Cà phê dần trở thành thức uống không thể thiếu của nhiều người trong cuộc sống hiện đại đầy bận rộn. Mặc dù uống cà phê có thể làm bạn tỉnh táo và tăng năng suất làm việc tạm thời, nhưng uống nhiều cà phê có thể làm tăng lượng thụ thể adenosine, hóa chất trong não khiến bạn cảm thấy mệt mỏi về lâu dài. Theo thời gian, bạn có thể bị phụ thuộc vào cà phê, không có nó thì khó tỉnh táo. Vì vậy, bạn không nên uống nhiều hơn 4 cốc cà phê hoặc 400mg caffeine mỗi ngày. Uống không đủ nước. Không uống đủ nước có thể khiến cả miệng và não của bạn quá khô, có thể dẫn đến tình trạng mất nước, gây ra sự co lại của mô não, cũng như ảnh hưởng tiêu cực lên hoạt động nhận thức. Uống nước là việc dễ nhất có thể làm để não khỏe mạnh, vì vậy bạn cần uống đủ nước mỗi ngày. Làm mọi thứ trong bóng tối. Nếu bạn làm mọi thứ trong điều kiện không có đủ ánh sáng tự nhiên, bạn dễ bị chán nản và có thể làm chậm bộ não của bạn. Nghiên cứu của Viện Y tế Quốc gia cho thấy rằng ánh sáng mặt trời giúp giữ cho não của bạn hoạt động hiệu quả, do đó không nên tiết kiệm thời gian ở ngoài trời hoặc ít nhất là gần cửa sổ. Nếu là buổi tối, nên để ánh sáng đầy đủ khi làm việc, chứ không nên làm mọi thứ trong ánh sáng leo lắt. Quý vị và các bạn thân mến, trong một thông tin sức khỏe ngày mai, xin được đưa ra 7 dấu hiệu lão hóa bạn cần lưu ý cũng như cách khắc phục. Mời quý vị và các bạn cùng chú ý đón xem. Còn bây giờ, xin thân ái chào tạm biệt và hẹn gặp lại trong những chương trình sau.